Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đến từ công ty cửa Nam Window. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu cửa nhôm sinh pha một cánh, sử dụng profile sinh pha nhập khẩu chính hãng màu xám. Phụ kiện đi kèm thì gồm có 3 các bản lề 4D hãng HMA và một bộ khóa đa điểm hãng Draho. Đặc biệt là bộ cửa này sử dụng những cái linh kiện tăng tính an toàn do công ty chúng tôi thiết kế. Sau đây tôi sẽ quay lại gần và giới thiệu chi tiết từng loại phụ kiện và những cái linh kiện của bộ cửa này. Đây là nhôm sinh pha màu ghi xám. Đây là bản lề 4D hãng HMA. Bản lề 4D hãng HMA thì đẹp mà rất chắc chắn, chịu tải rất lớn. Và đây là bộ khóa đa điểm hãng Draho. Và đây là các linh kiện tăng tính an toàn do công ty chúng tôi thiết kế. Đây là phần cấu hãm gắn nhân khung. Và đây là miệng khóa. Các linh kiện do công ty chúng tôi thiết kế thì được làm bằng hợp kim nhôm 5052. Và toàn bộ sản phẩm được anod cho bề mặt. Sau đây tôi sẽ đóng mở bộ cửa này để quý vị xem qua. Khóa ra điểm thì khi chúng ta khóa phải gạt lên trên cho nó bằng chìa. Đây là mặt trong của bộ cửa. Sau đây tôi xin kết thúc video này. Nếu quý vị có nhu cầu làm cửa nhôm sinh pha, xin vui lòng liên hệ đến hotline 0933 626060. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho quý vị.